Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình thương mại và quà tặng cùng với Phạm Khanh. Thưa vị, trong phần quảng cáo vừa rồi vị đã xem một phần quảng cáo rất là đặc sắc hay, gọi là Hợp đồng Mãnh Thú, một cái vở gọi là đặc sắc mà ngày hôm nay anh Trương Minh Cường sẽ đại diện cho ban tổ chức và trình bày chúng ta về cái chương trình bảo tồn này. Mời anh. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, cái vở kịch Hợp đồng Mãnh Thú này là một cái vở kịch mà đã được show out rất là nhiều năm liên tục. Và lần này Cường mong muốn mang cái vở kịch này đến với quý vị khán giả ngay tại hải ngoại. Bởi vì theo cái mong muốn là Cường cũng chia sẻ với nhiều người, do một số người không có điều kiện hay là không có thời gian về Việt Nam thì lâu là cũng nhớ Việt Nam. Chính vì vậy mà Cường mang hơi hướng một chút xíu về món ăn tinh thần cho cái cộng đồng mình ở bên bên hải ngoại này. Chính vậy mà Cường giới thiệu cái show này đến quý vị. Cái show này là show out đã hết vé rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái vở kịch này trong đó nó có anh Thành Lộc là một cái người diễn phù thủy về diễn xuất. Anh có thể biến hóa rất là nhiều vai diễn khác nhau, và trong đó thì có những gương mặt như là anh Lương Thế Thành, anh Đình Toàn, rồi Tuấn Khải, là những cái người mà diễn kịch hàng đêm. Cái mức độ diễn xuất của họ coi như là họ sống và họ ăn uống cũng là kịch thôi. Chính vì vậy mà cái vở diễn này là một vở diễn rất 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 là hay quý vị. Trong cái vở diễn này thì được diễn ra vào ngày 1 tháng 8 ngay tại rạp Performing Arts. Không, ngay rạp Ra Miranda trên đường Bridge, và 7 giờ tối. Khi mà quý vị mua cái vé hay là gọi vô cái số điện thoại mà chúng tôi đang chạy trên màn hình thì quý vị sẽ được tặng một cái 10 vé thì được tặng một vé. Wow, promotion đặc biệt. Nhưng mà bây giờ để trở lại nói về cái vở kịch Hợp đồng Mãnh Thú này thì giống như là anh Trương Minh Cường vừa mới trình bày cho chúng ta, vở kịch này xuất phát từ bên trong nước Dạ vâng ạ. nhưng mà đã lan ra, sự nổi tiếng đã lan ra đến hải ngoại, và Phạm Khanh đã từng nghe cái vở kịch này mà chưa có cơ hội lần nào để mà thưởng thức một vở kịch, bởi vì phải nói là không thể bỏ qua, rất là hay, nhiều kịch tính phải không ạ? Và Dạ, đặc nó biệt hài từ đầu tới cuối luôn ạ. À, vui lắm mà đó, thưa quý vui vị. lắm, mà đặc biệt là có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Thành Lộc, như là anh nói là một nghệ sĩ và đa tài đa năng. Ai đã từng xem Thành Lộc diễn rồi thì, nhưng mà Thành Lộc có cái kiểu diễn là như thế này nè, rất là khó đoán được anh sẽ như thế Đúng rồi. nào, phải không Dạ, anh? anh Thành Lộc là như em đã nói là ảnh rất là phù thủy trong cái ngành diễn xuất. Ảnh À có thể biến hóa rất là nhiều vai diễn. hả? Trong cái vở kịch này á, là ảnh đóng vai một người phụ nữ. Ảnh làm những cái động tác và những cái đồ thoại với nhau rất là đặc biệt, và mọi người coi cứ hả hồng ra cười hoài suốt từ đầu tới cuối. Hay quá. Bởi vì đang xem một số những cái hình ảnh về cái vở kịch Hợp đồng Mãnh Thú được trình diễn trên sân khấu, nhưng mà cái gì cũng không bằng là chúng ta đến trực tiếp để mà chúng ta thưởng thức cái chương trình này. Một lần nữa, ngày thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 8 2015, tại rạp hát La La Mirada Miranda. Theater ở số 14.900 La Mirada Theater thuộc thành phố La Mirada, cũng không có cách xa Lido Sài Gòn là bao. Chúng ta có thể đi trên đường Beach và đi chút xíu nữa là đã đến đâu rồi. Và vé đó, thưa quý vị, có bán tại đại lý Tú Quỳnh, Ticket là hoặc là Mưa Hồng, hoặc quý vị có thể liên lạc với chị Bảo Thi ở iShop LSTV, tức là của đại lý Lido Sài Gòn TV, để mà mua vé trực tiếp. Và cái số điện thoại là 714 979 9562, 714 979 9562. Phải không, muốn hỏi lên thêm anh Trương Minh Cường đó là trong ngày hôm nay khi anh xuất hiện như vậy có cái gì đặc biệt cho khán giả mình hay không? Ngoài cái Chắc chuyện mà mua 10 vé tặng một vé đó. chắc chắn rồi, hôm nay thì Cường cũng sẽ tặng là 5 cái vé cho 5 vị khán giả nào mà nhanh tay nhất để Gọi vô. gọi vào cái số của chương trình đang đang hiển trên màn hình. Thưa quý vị, 5 vé, bảo mà mỗi vé trị giá là 40 đô sẽ gửi tặng cho 5 khán giả may mắn gọi vào số điện thoại của chúng tôi ngay từ bây giờ. 714 9 893 3264, 714 893 3264. Thật là nhanh chóng cho chúng tôi biết tên và cũng như là bốn số điện thoại cuối, và sau khi vì chúng cái vé này thì đến nhận trực tiếp tại đài Lido Sài Gòn TV, bên trong cái khu vực Chợ Đông. Một lần nữa, số điện thoại vì gọi vô để mà nhận ngay 5 cái vé đang chờ đợi đây để xem cái vở kịch chương trình là Hợp đồng Mãnh Thú, đó là 714 893 3264. Phạm Khoa xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường line. Alo. Dạ, tôi là Jennifer ạ. Dạ, cô Jennifer, bốn số điện thoại của cô, thưa cô.
20954443. Dạ, dạ vâng, cháu chào cô Jennifer. 443. Rồi, bây giờ anh có câu hỏi nào cho cô không? Ví dụ như cô đã xem cái vở kịch này hoặc là cô đã nghe tới cái tên vở kịch này lần nào chưa cô? Chưa, lần bây giờ mới nghe giới thiệu thấy hào hứng quá, đang ngồi này. À, cô ơi, tặng cô một vé. Cô hãy nhanh tay lên và giới thiệu cho mọi người cùng xem vở kịch này diễn lần cuối cùng cái tour này ở đây cô ạ. À. Nha, dạ, cảm ơn cô và lấy vé đây. Dạ, thưa cô đến đài Leader Sài Gòn TV cô nha. Bảo Thi iShop cô ạ. Dạ, Leader Sài Gòn TV thì chút xíu nữa cô gọi lại cho chương trình chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ hướng dẫn ở trong cái khu vực chợ đông đối diện cái Phước Lộc Thọ đó cô. Nha. Dạ, cảm ơn cô. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Chào anh, tôi nghe đây anh. Tôi vâng. Tên là Long Nguyễn anh. Anh Long. Cuối là 1296. 1296. Anh có nghe gì vở kịch này chưa anh? Long Nguyễn. Dạ anh Long Nguyễn. Anh có nghe vở kịch này lần nào chưa anh? Tôi mới vừa coi quảng cáo đây tôi mới thấy đây chứ còn trước đây thật sự là chưa có nghe chưa Dạ vâng, hôm nay là ngày đầu tiên mới quảng cáo anh à. Dạ. Cái gì đó thì bởi vậy bữa nay mới coi đó. Anh sẽ được tặng một vé. Rồi. Dạ anh, nếu mà mua 10 vé đó tặng một vé liền với anh à. À quên, ngoài cái vé mà quý vị được tặng ra, quý vị có thể mua vé nữa thêm nữa và đặc biệt đó Leader Sài Gòn TV 5 vé này là chúng tôi có chừa những cái hàng gần nhau. Vì ví dụ một vé, vì mua thêm vé, mua vé vé nữa thì quý vị có thể ngồi gần nhau được nha. Nên ra tôi rất tôi là tôi tặng vé rồi tôi mua thêm vé nữa liền. Dạ, dạ thấy không? Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Mà ngày nếu mà mua 10 vé thì tặng một vé. Vâng, ngày mai anh có thể đến Leader Sài Gòn TV để nhận vé được rồi. Leader Sài Gòn TV ok. Dạ, cảm ơn anh. Bà. Chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Đó rồi. Tammy Nguyễn anh. Tammy, chị Tammy, 4 số điện thoại cuối. 3911. 3911. Rồi. Dạ hello chị Tammy, Cường xin chào chị ạ. Dạ cảm ơn, chào anh Cường. Dạ. Dạ chị ơi, chị liên hệ mua vé và nhận vé ngay tại iShop Đài Lido Sài Gòn TV nha chị nhé. Dạ cảm ơn anh Cường nhiều. Cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Và chúng tôi xin mời quý khán giả kế tiếp trên đường line. Hello. Dạ, anh xin lỗi ông tên gì ạ? Tên Thịnh. Tên Thịnh, 4 số điện thoại cuối thưa ông. 9192. 9192, rồi, xin mời anh Cường. Dạ, em chào anh Thịnh ạ. Anh Thịnh ơi, anh đã nghe tới vở kịch này chưa ạ? Coi nè. Dạ, em hy vọng rằng sẽ vở kịch này sẽ làm mang đến món ăn tinh thần cho cả gia đình anh nhé. À, ngày mai thì anh đến đài Lido Sài Gòn TV để mua vé và nhận cái vé em tặng nhé. Vâng, tên Thịnh Tủ. Dạ, vâng, chúng tôi đã ghi rồi anh Thịnh nhá. Cảm ơn anh. Vâng. Và chúng tôi xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường line. Hello, vé cuối cùng. Hello. Vâng, xin chị cho biết quý danh à. À, Mai anh. Chị Mai, 4 số điện thoại cuối thôi chị Mai. À, 5098. 5098, rồi xin mời anh Cường. Dạ, chị Mai ơi, chị đã nghe cái kịch này chưa ạ? À, 5098. Dạ em chào chị Mai, em biết rồi ạ. Ngày mai chị sẽ đến tới đài Lido Sài Gòn TV để nhận vé cho chị nhé. Rồi, rồi, Sài Gòn TV anh hả? Lido Sài Gòn Lido TV. Lido Sài Gòn TV ạ. Trong cái khu vực chợ đông tức là đối diện với lại Phước Lộc Thọ đó, quý vị vào bên trong nhìn bên tay trái cái có cái chỗ mà nó lòi ra. À, cái building nó lòi ra một chút xíu ở trên nó đề quán cà phê Cheros thì nhìn cái chữ Lido Sài Gòn TV lớn lắm, không có lộn đâu. Yeah. Rồi và rồi. Nhắc lại ngoài năm như vậy là chúng tôi hết 5 vé rồi, quý vị còn tiếp tục gọi vô nhưng chúng tôi hết vé rồi. Nhưng nhớ là năm quý vị này nếu mà muốn mua vé thêm thì chúng tôi có thể sắp xếp cho quý vị ngồi gần nhau cũng được. Còn nếu những khán giả khác muốn mua những cái vé khác đó thì có thể liên lạc với chúng tôi. Và như anh Cường nói promotion là mua 10 được tặng 1. Yeah. Cái này có hay là tức là một người có thể hôm nào mua 10 vé nhưng mà mình gom bạn bè lại hết cái mua lần cái được tặng thêm 10. Dạ đúng rồi ạ. Và có quý vị có thể gọi trực tiếp cái số điện thoại của Cường ở ngay chỗ ở dưới này là ban tổ chức. Số điện thoại là 949-681-9999. Wow, số dễ nhớ quá. 714-399-8850. Thì quý vị khi mà gọi cho Cường thì Cường sẽ sắp xếp cái chỗ ngồi quý vị đẹp hơn và gần hơn với lại cái sân khấu. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và nhớ là chỉ có một thôi, không có hai. Đừng bỏ lỡ cơ hội xem một cái vở rất là hay. Có Thành Lộc, Lương Thế Thành, Tuấn Khải, Đức Thịnh, Đình Toàn, Hợp Đồng Mảnh Thú diễn ra tại rạp hát La Mirada Theater, 14.900 La Mirada, tức là cũng gần Lido Sài Gòn chúng ta thôi. Suất 7 giờ tối, một suất duy nhất mà thôi. Không ạ, một suất duy nhất mà thôi thưa quý vị. Vào ngày thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 8 2015, thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 8, 2015.
Vé bán tại Tú Quỳnh, Mưa Hồng và iShop LS TV hoặc ban tổ chức 714-399-8850 hoặc 949-681-9999. Nếu không nhớ nữa thì gọi cho Phạm Khanh. Dạ vâng anh Khanh, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng tôi không có vé nhiều để tặng cho quý vị nữa. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh Cường. Dạ vâng, kính chào quý vị. Và xin hẹn quý vị ở cái vở kịch ngày 1 tháng 8 ngay rạp La Miranda. Xin kính chào quý vị khán thính giả kính mến tại Hoa Kỳ. Và vở thoại kịch Hợp đồng mảnh thú sẽ được tái ngộ cùng quý vị vào mùa hè năm nay, 1 tháng 8 tại Orange County. Gọi là cho chó ăn chè đó. Vé 40, 55, 75 và 100 Mỹ Kim bán tại Tú Quỳnh, Bộ Sa Tích Kích, Mưa Hồng, iShop, LSTV, 866-328-3434.